Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 3, tập 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tuần 26. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc bài Ngày như thế nào là đẹp. Mời các em mở sách giáo khoa trang 62. Chúng mình cùng nhau học bài nhé. Trước khi vào bài học, các em hãy chú ý yêu cầu của cô. Kể lại một ngày em cảm thấy rất vui. Chúng mình hãy bấm dừng hình, suy nghĩ và nhớ lại xem một ngày em cảm thấy rất vui và kể lại cho người thân và bạn bè của mình nghe nào. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Các em ạ, một ngày chúng mình cảm thấy rất vui là ngày đó mình cảm thấy rất khấn khởi và cảm thấy thoải mái trong người. Ngày mà chúng mình cảm thấy vui thường là ngày đẹp nhất đấy. Và tiết học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài đọc Ngày như thế nào là đẹp để xem ngày đẹp. Chúng mình suy nghĩ xem các nhân vật trong câu chuyện Ngày như thế nào là đẹp thì ở trong nhân vật này có gì đặc biệt và trong các ngày ấy nhân vật có vui hay không. Ở đây các nhân vật trong câu chuyện đó là kiến, giun đất và châu chấu đấy các em ạ. Chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài đọc ngày hôm nay, đó là bài Ngày như thế nào là đẹp, để hiểu hơn về những nhân vật này nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau lắng nghe cô giáo đọc mẫu toàn bài nào. Ngày như thế nào là đẹp? Châu chấu nhảy lên gò, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ rũa đôi càng. Một ngày tuyệt đẹp, thật khó chịu. Giun đất thốt lên, cố rút đầu sâu thêm vào dưới lớp đất khô. Thế là thế nào? Châu chấu nhảy lên. Trên trời không có một gợn mây, mặt trời tỏa nắng huy hoàng. Không, mưa bụi và những vũng nước đục, đó mới là một ngày tuyệt đẹp. Giun đất cãi lại. Châu chấu không đồng ý với giun đất, chúng quyết định đi hỏi. Vừa hay lúc đó, kiến tha nhành thông đi qua, dừng lại nghỉ. Châu chấu hỏi kiến. Bác kiến ơi, bác hãy nói giúp xem, hôm nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét? Kiến lau mồ hôi, ngẫm nghĩ một lát, rồi nói. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn sau khi mặt trời lặn nhé. Mặt trời lặn, chúng đi đến tổ kiến. Hôm nay là ngày thế nào hả bác kiến đáng kính? Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp. Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái. Như vậy vừa rồi các em đã nghe cô giáo đọc mẫu toàn bài Ngày như thế nào là đẹp. Để chúng ta luyện đọc tốt được bài này, chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc một số tiếng từ khó dễ nhầm lẫn nhé. Các em đọc cho cô từ sau. Tanh tách. Các em lưu ý tiếng tách chúng ta đọc là ách, vần ách. Một số bạn hay nhầm sang vần ác. Nghe cô đọc lại. Tanh tách. Mời các em đọc lại nào. Cọ rũa. Lưu ý cho cô tiếng rũa chúng ta đọc là g. Cọ rũa. Mời các em đọc lại nào. Tỏa nắng. Tỏa nắng.
Tiếng nắng, chúng ta lưu ý phát âm là N. Đọc cho cô từ sau. Ngẫm, nghĩ. Các em lưu ý phân biệt giữa dấu ngã và dấu sắc. Một số bạn hay nhầm sang là dấu thanh sắc đấy. Ngẫm, nghĩ. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau luyện đọc một số tiếng từ khó rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc câu dài nhé. Khi đọc câu dài, các em lưu ý ngắt hơi ở sau dấu phẩy, nghỉ hơi ở sau dấu chấm. Ngắt hơi cô giáo thể hiện bằng một vạch và nghỉ hơi cô giáo thể hiện bằng hai vạch. Khi chúng ta luyện ngắt câu dài thì các em lưu ý ngoài dấu phẩy ra, chúng mình có thể ngắt hơi ở sau một số cụm từ dài đấy các em ạ. Các em nghe cô đọc câu này nhé. Bác Kiến ơi, bác hãy nói giúp xem hôm nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét? Cô mời các em bấm dừng hình, chúng mình luyện đọc câu dài nào. Tiếp tục chúng mình cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là luyện đọc diễn cảm. Khi đọc các em cần lưu ý, chúng ta sẽ đọc một ngày tuyệt đẹp có dấu chấm than. Chúng ta đọc với giọng nhẹ nhàng, cảm xúc, nêu cảm xúc của mình. Thật khó chịu. Thế là thế nào? Tiếp tục chúng ta luyện đọc câu tiếp theo. Không, mưa bụi và những vũng nước đục, đó mới là một ngày tuyệt đẹp. Bác Kiến ơi, bác hãy nói giúp xem hôm nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét? Như vậy khi đọc, chúng mình sẽ cần lưu ý một số những cái dấu câu để chúng ta đọc cho đúng và đọc đúng lời thoại của nhân vật. Tiếp theo đó là câu, tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn sau khi mặt trời lặn nhé. Như vậy khi đọc tới những lời của nhân vật và dấu chấm than thì các em cần đọc với giọng diễn cảm và lên giọng ở những câu có dấu hỏi chấm. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc bài nào. Chúng ta sẽ cùng nhau chia đoạn nhé. Bài đọc này gồm có 3 đoạn. Đoạn 1 từ đầu cho đến nắng huy hoàng. Đoạn 2 từ không cho đến mặt trời lặn nhé. Và đoạn 3 là phần còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc từng đoạn nhé. Đoạn 1. Nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Châu chấu nhảy lên gò, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giũa đôi càng. Một ngày tuyệt đẹp, thật khó chịu. Dùn đất thốt lên, cố rút đầu sâu thêm vào lớp đất khô. Thế là thế nào? Châu chấu nhảy lên. Trên trời không một gợn mây, mặt trời tỏa nắng huy hoàng. Cô mời các em luyện đọc lại đoạn 1 nào. Tiếp tục chúng mình luyện đọc đoạn 2 nhé. Châu chấu không đồng ý với run đất, chúng quyết định đi hỏi. Vừa hay lúc đó, kiến tha nhành thông đi qua, dừng lại nghỉ. Châu chấu hỏi kiến, bác ơi, bác Kiến ơi, bác hãy nói giúp xem hôm nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét? Kiến lau mồ hôi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn sau khi mặt trời lặn nhé. Cô mời các em luyện đọc đoạn 2 nào. Tiếp tục chúng mình cùng nhau luyện đọc đoạn 3. Mặt trời lặn, chúng đi đến tổ kiến. Hôm nay là ngày thế nào hả bác Kiến đáng kính? Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp. Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ
có thể nghỉ ngơi thoải mái. Chúng mình nên đọc lại đoạn 3 nhé. Như vậy là vừa rồi cô cho chúng mình đã cùng nhau nên đọc từng đoạn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nội dung của bài đọc qua việc trả lời các câu hỏi sau. Trước khi trả lời câu hỏi, chúng mình sẽ cùng nhau giải nghĩa một số từ khó nhé. Từ thứ nhất đó là từ gò. Gò là khoảng đất nổi lên cao giữa nơi bằng phẳng. Các em hãy quan sát hình ảnh trong màn hình. Đó chính là một gò đất nổi lên giữa nơi bằng phẳng. Đất bằng phẳng đấy các em ạ. Búng ở đây có nghĩa là chân. Dùng lực của chân để tạo ra âm thanh. Ở trong bài thì tiếng búng dùng cho con vật đó là châu chấu. Búng càng. Tanh tách. Tanh tách là từ mô phỏng tiếng vật cứng và mảnh bật vào nhau liên tiếp, nghe giòn và rất là thanh. Nắng huy hoàng có nghĩa là nắng rực rỡ và rất đẹp. Trên màn hình là hình ảnh nắng huy hoàng. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi về nội dung của bài nhé. Câu hỏi 1. Trong bài đọc, các nhân vật tranh luận với nhau điều gì? Các em ạ, trong bài đọc thì các nhân vật tranh luận với nhau về việc ngày như thế nào là đẹp? Câu hỏi 2. Theo giun đất và châu chấu, ngày như thế nào là đẹp? Các bạn tranh luận nhau. Giun đất và châu chấu đã tranh luận và nói: theo châu chấu, trên trời không một gợn mây, mặt trời tỏa nắng huy hoàng là một ngày đẹp. Còn theo giun đất thì những ngày mưa bụi và những vũng nước mới là một ngày đẹp. Các em ạ, tùy theo từng con vật thì cảm nhận về ngày như thế nào là đẹp khác nhau. Ở đây châu chấu thì lại bay trên bầu trời cho nên thích trời không gợn mây và ánh nắng huy hoàng thì châu chấu cảm nhận đó là ngày đẹp. Còn đối với giun đất, ở dưới đất thì cần phải có mưa bụi, ẩm ướt và có những vũng nước thì giun đất mới sống được. Do đó giun đất lại cảm thấy những ngày mưa bụi và những vũng nước mới là một ngày đẹp đấy. Câu hỏi 3. Vì sao bác kiến phải chờ đến khi mặt trời lặn mới biết ngày như thế nào là đẹp? Đáp án của cô là: chúng ta thấy là theo các em thì bác kiến phải đợi đến tối mới biết ngày như thế nào là đẹp. Tại vì phải đến tối thì bác kiến mới biết công việc của bác ấy có hoàn thành tốt hay không. Tức là đối với bác kiến thì không quan trọng là ngày nắng hay mưa mới là ngày đẹp, mà ngày bác cảm thấy công việc của mình hoàn thành và thoải mái nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả và cảm thấy rất vui với công việc của mình thì đó mới là ngày đẹp. Cho nên bác phải đợi đến tối mới biết để trả lời cho các bạn. Câu 4. Đóng vai một nhân vật trong bài để nói về ngày như thế nào là đẹp. Chúng ta sẽ đóng vai châu chấu, giun đất và bác kiến. Theo châu chấu, trên trời không một gợn mây, mặt trời tỏa nắng huy hoàng. Theo giun đất, mưa bụi và những vũng nước đục, đó mới là một ngày tuyệt đẹp. Theo bác kiến, ngày đẹp là ngày bác đã làm việc rất tốt và tối có thể nghỉ ngơi thoải mái. Vậy các em hãy lựa chọn một nhân vật để chúng mình đóng vai và nói về ngày như thế nào là đẹp nhé. Mời các em bấm dừng hình để chúng mình tập đóng vai nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Tiếp tục chúng mình trả lời câu hỏi 5. Theo em,
Ngày đẹp là ngày như thế nào? Chúng mình hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi này nhé. Đây là một câu hỏi mở, các em sẽ trả lời theo ý hiểu của mình. Chúng ta cùng nhau tham khảo. Một bạn trả lời như sau. Theo em, ngày đẹp là ngày có thời tiết thuận lợi. Em gặp được nhiều niềm vui và may mắn. Đó cũng là một ý kiến hay đấy. Hoặc chúng mình có thể cảm nhận một ngày đẹp là một ngày thời tiết rất là đẹp, không mưa, không nắng, mát trời, và chúng ta làm được nhiều điều có ích, thì đó chính là một ngày đẹp. Qua đây, chúng mình rút ra được nội dung của bài học như sau. Câu chuyện kể về châu chấu, giun đất và kiến. Châu chấu và giun đất có ý kiến riêng về một ngày đẹp. Chúng bèn tới tìm bác kiến nhờ phân xử. Kiến cho rằng ngày đẹp là ngày có thể làm được nhiều việc có ích. Qua câu chuyện này, muốn khuyên chúng ta rằng chúng ta cần phải làm việc đối với công việc của mình yêu thích. Chúng mình hoàn thành công việc đó và chúng ta cảm thấy thoải mái, vui vẻ với công việc mình làm, thì đó là một ngày tuyệt đẹp đấy các em ạ. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.